Vùng đất Tây Nguyên bao gồm 4 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum, có các trại, làng mà cư dân ở đó là những người mắc bệnh phong từ các nơi đổ về sinh sống từ trước 1975 tới nay. Bà con người Gia Lai quan niệm bệnh phong là con ma lai sẽ hại dân làng, cho nên ai mắc bệnh là bị xua đuổi. Bản thân người bệnh cũng mặc cảm, đi biệt vào rừng sâu sinh sống, dần dần hình thành nên làng phong. Hiện nay toàn tỉnh Gia Lai có trên 10 làng phong rải rác ở nhiều huyện. Đa số họ là người dân tộc thiểu số như Xê Đăng, Ê Đê, Ba Na, Cơ Ho. Cuộc sống của họ nơi các làng phong được chăm sóc bởi các sơ từ miếng ăn cho đến việc chữa trị. Thì thực sự thì về bệnh uống thuốc này kia thì nhà nước, nhưng mà chăm sóc về vật chất này kia thì mình với sơ bác ái á, họ cho nước ăn hàng ngày. Sơ các sơ nuôi á, từ hồi lúc còn đã thì ở nhà dòng, ở nhà trên kia. Bây giờ thì lớn rồi, bây giờ thì tự tức đập nộ ếch. Hồi còn nhỏ thì sơ nộ cha ếch, sơ dạy học. Làng phong bấp lui do các sơ dòng phao lô xây dựng cho bệnh nhân. Mỗi hộ gia đình bệnh nhân được cấp một căn phòng với diện tích khoảng 16 m². Mặc dù do các sơ xây dựng và chăm sóc, nhưng nơi đây vẫn mang danh nghĩa của nhà nước. Của dòng thì giống như đoàn thể tâm thương thì cho giúp thêm. Mình được cái gì cứ giúp họ cái đó. Những bệnh nhân nhẹ hơn, có khả năng lao động thì làm rẫy hoặc làm công cho người kinh. Họ ở trong các trại có đầy đủ cơ sở vật chất hơn. Người ta sẽ sống như thế nào với những vết thương không bao giờ lành và chứng kiến từng đốt ngón tay, ngón chân hoại tử rồi rơi rụng dần. Có rất nhiều người bị mù, bị khuyết tay, khuyết chân hay là tay chân lở loét sợ người ta nhìn thấy, đã dùng băng cuốn chặt nhưng vẫn không giấu được. Cuộc đời của một bệnh nhân phong là những đoạn trường chất đầy niềm đau và nước mắt. Bị virus gặm nhấm thể xác đã đành, họ còn phải sống chung, ăn đời ở kiếp với những đớn đau dằn vặt về tinh thần và nhất là nỗi tủi hổ của thân phận. Những làng phong luôn bị tách biệt với thế giới bên ngoài bởi sự kỳ thị. Bị phong chung bây giờ mình có những bệnh nhân mình ngăn chặn được. Dù tuy nó ít nhưng mà có những nó cũng còn phân biệt làng phong mà làm nhưng các em nó không có vươn về cái mặt xã hội được. Gia đình bỏ rơi. Họ chỉ còn biết trông chờ vào các sơ đầy lòng nhân ái.